Sư phụ, sáng mai qua khỏi thành Ngọc Kinh thì sẽ đến Thuần Hồ Cốc. Đồ Nhi đã báo cho Đồ lão rồi, không được lơ là. Nơi này cũng rộng quá chứ. Sau trận chiến Hà Cốc hôm qua, chắc hẳn Đại La Phái sẽ không chịu để yên. Sư phụ, hiện giờ chúng ta cũng xem như hoàn thành di nguyện của Tiền Tông Đại Sư, tìm được cách tiêu diệt thiên yêu ma thiên ngoại. Việc tìm hậu duệ của Thái Thượng Đạo cứ giao cho mấy người Đồ lão đi. Người cứ ẩn cư nơi núi sâu, dù chúng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không tìm được người. Yêu ma hoành hành, sao có thể tiêu cực đánh đời? Nếu để Đại La Phát có được một nửa lá vàng phong trấn của ta, phong ấn trấn áp với Thuần Hồ Cốc sẽ lơi lỏng, hậu quả khó lường. Sư phụ à, sư phụ, sư phụ cứu con, sư phụ. Đồ đệ, phụ hổ tôn giả, vết thương hôm qua đã đỡ hơn chưa? Đại Tiền Tông các ngươi và Thuần Hồ Cốc bắt tay trấn áp thiên sứ giả thiên ngoại, ta đến trả tự do cho họ. Thiên yêu ma thiên ngoại làm hại nhân gian, ngươi làm vậy là nói giáo cho giặc. Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm chút công lực đi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao lá vàng phong trấn ra, giết hắn.
chúc mừng thánh nữ có được lá vàng. Thuộc hạ ắt dốc toàn lực tìm kiếm một nửa còn lại. Đồ lão, bốn vị trưởng lão dùng công pháp bảo vệ kết giới, e là không quá nửa tháng sẽ mất hết công pháp mà chết. Mấy ngày nữa ta sẽ thay thế chức vị trưởng lão, sẽ tranh thủ thêm chút thời gian. Đại La Phái đã lấy được một nửa lá vàng phong trấn rồi, chúng còn trắng trợn dây bắt người tộc ta ở bên ngoài. Nếu cô ta lấy được nửa còn lại thì sẽ không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Ở 15 dặm về phía tây bắc vẫn còn một sơn cốc, chúng ta có thể bảo vệ đá trấn áp, là lời thề của chúng ta với đại sư Đại Thiền Tông. Người của chúng ta đã đi tìm hậu duệ Thái Thượng Đạo rồi. Đồ lão, sao có thể giao tính mạng của cả tộc cho một người ngoài chứ? Con biết Đại Thiền Tông có ơn với tộc Thuần Hồ chúng ta. Nếu người không tiện làm kẻ xấu làm trái lời thề, con sẵn lòng. Hiền Kỳ, điều chúng ta cần không chỉ là dũng cảm, mà còn có niềm tin. Niềm tin vào chính nghĩa. Xin mẹ phù hộ con có thể đề danh bản vàng. Đến lúc đó mẹ sẽ được đưa vào phần mộ tổ tiên Hồng Gia. Bà dì được thờ phụng ở Từ Đường. Từ nay về sau sẽ không bao giờ có ai dèm pha mẹ xuất thân là con hát nữa. Tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh, cô nương, tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh, cô nương, tiểu tiên sinh, đừng đi mà, tiểu tiên sinh, đừng đi mà. Rốt cuộc các cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Huynh cuốn gì chứ? Các vị cô nương, nam nữ khác biệt, mời đợi khỏi đây trước. Tên thư sinh này, bọn ta chỉ muốn thử huynh thôi. Huynh còn xem là thật à? Tiểu tiên sinh đừng hiểu lầm. Thật ra bọn ta muốn, bọn ta cũng là người đọc sách, gặp phải vài vấn đề, muốn thỉnh giáo huynh. Ba vị cô nương
Nếu thực sự có gì, mời ban ngày lại đến. Tiểu tiên sinh, bọn ta thực sự rất vội. Lại trò này nữa. Hay lắm Hồng Dịch, ngươi lấy danh nghĩa học hành chuyển đến Tây Sơn, thì ra là để lén lút hẹn hò với con gái. Tăng Mama, từ lúc ta chuyển ra khỏi Hồng Phủ, ngày nào bà cũng đến làm khó ta. Mấy người này là bà sai đến để bắt thóp ta chứ gì? Bà sợ ta tố giác con trai bà tự ý nuôi nữ quyến, hay là bà khai khống chi tiêu trong phủ? Ngươi thật to gan. Ngươi không muốn lấy tiền hàng tháng nữa đúng không? Dù sao tiền của ta lần nào bà cũng nói lấy là lấy đi luôn. Sao hả? Hôm nay còn hỏi ta cơ à? Sao lại treo tranh ả kỹ nữ này lên nữa? Ô uế danh dự Hồng Phủ, ra thể thống gì? Đây là tranh chân dung mẹ ta, bà dám? Luật pháp đại càn, đánh người đọc sách sẽ bị lưu đày 300 dặm. Đồ con thiếp, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Các cô đã dọa Tăng Mama quẩn trí. Cao thủ Hồng Phủ mà biết thì chắc chắn sẽ đến. Ta không cần biết các cô là ai. Ta khuyên các cô mau đi đi. Tiểu tiên sinh, huynh cứ đi với bọn ta đi. Đúng đấy, huynh sợ gì chứ? Ba vị cô nương, ngày mai tại hạ phải vào kinh dự kỳ thi hội. Nếu các vị thực sự có thắc mắc trong học tập, mấy ngày sau đợi ta thi xong quay về, ta sẽ đến tận nơi và đáp thắc mắc cho các vị. Chỉ là hôm nay xin đừng làm khó tại hạ thêm nữa. Ta không thích bầu không khí ngột ngạt này. Ta tưởng các ngươi sẽ mang tin tốt đến cho ta, đúng không Đà Sơn? Thánh nữ, có rất nhiều ý kiến về vị trí của Thuần Hồ Cốc, thật giả khó phân biệt. Thuộc hạ sẽ tận lực tìm kiếm. Ngươi nói chuyện vẫn khôn khéo như mọi khi. Xem ra nhiệm vụ này rất khó cho các ngươi. Đại La Phái rất sẵn lòng giao hảo với các phái. Ngươi có bằng lòng cho ta biết Thuần Hồ Cốc ở đâu không? Vậy là ngươi không biết lễ độ rồi. Bắt thêm vài con hồ ly đến đây, bất chấp mọi giá. Đợi ta với. Hồng công tử, tiếc cho huynh quá, năm sau thi lại vậy. Nào xem thử đi.
Chú qua một chút. Chú qua một chút. Cảm ơn. Cho hỏi, sao trong danh sách không có tên ta? Không có tức là không đổ chứ sao? Mọi người đến thi khoa cử, xem trọng nhất chính là người người bình đẳng. Nếu có kẻ kẻ thế ức hiếp người khác, xóa tên người khác, thì có khác gì ăn cướp đâu. Hồng dịch đúng không? Gia quy Hồng phủ các ngươi không cho phép ngươi tự ý tập võ. Ngươi đánh tôi tớ bị thương, không những bị gạch tên, mà quản gia nhà các ngươi nói rồi, hôm nay sẽ tống ngươi vào ngục. Sao không nói nữa? Ngươi có học vấn đến mấy, có thể lớn hơn Hồng phủ, có thể lớn hơn tổng khảo quan không? Người của Hồng phủ không phải do ta đã thương, ta sẽ tự nói lý với họ. Nhưng xin hãy cho ta dự thi trước đã. Good. Cái tướng yếu không đa gió, còn tập võ cơ đấy. Nhìn gì mà nhìn, không thi nữa à? Muốn thi lại thì mau lên. Mau đi báo cho người của Hồng phủ, bắt hắn lại. Có nhìn thấy Hồng Dịch không? Không thấy. Good. Có nhìn thấy Hồng Dịch không? Không. Sao lại là cô? Không kịp nói nữa, mau đi theo ta. Đợi đã, sách của ta. Hồng Dịch, sách của ta. Đừng chạy. Đứng lại, đừng chạy, đứng lại. Mau đuổi theo. Mau, bên kia. Đừng chạy, mau. Mau bắt hắn cho ta. Đừng chạy. Đứng lại. Khoan khoan khoan, ta chạy không nổi nữa. Cô cho ta nghỉ một lát. Tiểu tiên sinh, huynh cứ đi theo ta đi. Đừng nói là huynh không được dự thi. Chỉ Thiên Thành Ngọc Kinh này, ta e là huynh cũng không ở đây được nữa. Huynh cứ đi với ta đi. Cô nương, cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương. Ta thực sự không thể đi theo cô. Tiểu tiên sinh, huynh cứ đi theo ta đi. Huynh cũng đâu mất gì. Bắt lấy con hồ ly kia. Khoan, khoan, khoan. Ta không chạy nổi nữa. Họ đâu phải người của Hồng phủ, sao lại đuổi theo chúng ta? Có lẽ chúng đến để bắt ta. Bắt cô? Tại sao Đại La Phái muốn vào thôn Thuần Hồ, liên tục bắt người tộc ta ở khắp nơi? Cô thuộc tộc Thuần Hồ. Tóm lại tiểu tiên sinh, huynh đi theo ta trước đã. Bây giờ chỉ mình huynh mới cứu được bọn ta thôi. Ta cứu các cô, chúng đuổi đến nơi rồi. Đi, đi đường tắt. Chuyện này, thánh nữ, chúng đã đi vào rừng. Nơi này là cấm địa của tộc Thuần Hồ, cũng là con đường gần nhất thông đến Thuần Hồ Cốc. Đại La Phái không quen thuộc nơi này, chắc chắn sẽ không vào được. Cấm địa? Vậy cô vào bằng cách nào? Tiểu tiên sinh, lát nữa huynh nhìn thấy cái gì cũng đừng sợ nhé. Thật ra ta cũng không đành chỗ này lắm. Trước kia toàn đi đường khác, lần này bị đuổi gắt quá nên đành phải. Vậy chúng ta mau đi thôi.
Đây là cái gì vậy? Mặc kệ, mau đi thôi. Lại gì nữa đây? Đây là nghi thức đưa tang thần bí cổ xưa nhất của tộc Thuần Hồ. Tuyệt đối không được quấy nhiễu. Đi mau. Cô không sao chứ? Không sao. Đây là đâu? Các ngươi thật to gan. Tiền bối, ngươi hiểu lầm rồi. Cô biết nó. Đây là nhà tiên hiền của tộc Thuần Hồ. Nhiều năm trước bị thiên yêu ma thiên ngoại tổn thương thần trí, tấn công ở trong tộc. Tộc trưởng bất đắc dĩ bèn giam cầm hắn ở đây. Nghe nói chỉ có thiên thư ngày xưa thất truyền đã lâu có thể giúp nó khôi phục thần trí. Mau đi thôi. Cô không sao chứ? Không sao. Cô nương, rốt cuộc cô đưa ta đến nơi nào vậy? Tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh. Lão hồ ly, đã lâu không gặp. Triệu Phi Dung, cô nên dừng lại tại đây đi. Đồ lão vẫn thích lên lớp người khác như xưa. Lão hồ ly, đợi đấy cho ta. Một, hai, ba, bốn. Hồng Dịch thiếu gia, lão gia không cho cậu tập võ. Đi, nhìn gì mà nhìn? Đi, thả ta ra, ta muốn tập võ. Thả ta ra, ta muốn tập võ. Ta muốn tập võ. Đi, con trai của Đào Hát, đánh nó. Mẹ ta không phải Đào Hát. Thả ta ra, mẹ ta không phải Đào Hát. Mẹ, 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 rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ sao vậy mẹ ơi? Mẹ, thằng nhóc này, sao lại chạy đến đây nữa? Đưa ra ngoài. Mẹ, mẹ, thả ta ra. Mẹ,
Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu tiên sinh, cậu tỉnh rồi à? Lão Phu là tộc trưởng tộc Thuần Hồ, Đồ Lão. Tiểu tiên sinh, mời đi theo ta. Cậu nhìn thấy cái gì? Thôn làng, còn cả mơ hồ và sợ hãi. Từ mắt nhìn tim, mắt cậu rất trong, nhưng vẫn còn một thứ cũng ở trong đó. Đó là lòng dũng cảm không cam chịu tầm thường. Cậu nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, càng không muốn bị kẻ khác chi phối. Ta có thể cảm nhận được cậu đang vùng vẫy. Con đường quá khứ không quá thân thiện với cậu, biết đâu có thể đổi một con đường khác. Cậu có thể tiếp tục thi cử lấy công danh, hoặc mở ra một thế giới mới. Cơ hội chỉ có một lần, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu. Một khi quyết định, sẽ không còn đường để quay đầu. Tiền bối, ta không rõ lắm. Cậu không cần cho ta câu trả lời ngay bây giờ. Hai mươi năm trước, triều đình cấm tiệc tiên đạo để chiếm đoạt vô số báo vật được đại truyền tông trấn thủ. Các môn phái lớn bắt tay tiêu diệt đại truyền tông, nhưng thiên yêu ma thiên ngoại mấy trăm năm trước ập đến vẫn luôn do đại truyền tông trấn áp. Đại la phái muốn thả yêu ma ra để lợi dụng nó làm việc cho mình. Trước khi truyền tông đại sư ra đi, đã giao nhiệm vụ trấn thủ phong ấn cho tộc Thuần Hồ. Thiên yêu ma thiên ngoại đã bị đè dưới Thuần Hồ cốc. Tiểu Đồ Sơn, ngươi nhất định phải bảo vệ nó cho tốt. Đây là lá vàng phong trấn, nó là chìa khóa mở phong ấn. Ta chia nó ra làm hai, một phần giao cho ngươi bảo quản. Tiểu Đồ Sơn, phần này bèn giao cho ngươi đấy. Phục Hổ, đợi khi ngươi tìm được cách tiêu diệt yêu ma thì có thể mở phong ấn, tiêu diệt chúng tận gốc. Rõ. Tiểu Đồ Sơn, nhiệm vụ bảo vệ đá trấn áp đành giao cho ngươi đấy. Đại La Phái muốn khống chế yêu ma, nhưng thiên yêu ma thiên ngoại cực kỳ đáng sợ. Chúng sẽ ký sinh ở sinh linh trần gian. Triệu Phi Dung thánh nữ Đại La còn có thể hút đi sức mạnh to lớn từ bên trong. Hiện giờ Phục Tổ tôn giả đã chết, Triệu Phi Dung có được nửa viên lá vàng. Nếu để cô ta có được nửa viên còn lại, hậu quả sẽ khó lường. Mà một con đường khác của cậu chính là ngăn chặn mọi việc. Ta
Phục Hổ Tôn Giả đã tìm được cách tiêu diệt yêu ma, đó chính là thánh vật Thái Thượng Đạo. Chỉ mình cậu mới lấy được nó. Tiền bối, từ bé ta đã bị cấm tập võ, không hề có chút căn bản nào. Hơn nữa Thái Thượng Đạo đã bị ma gia ẩn tích từ lâu, khó tìm tung tích. Sao ta có thể lấy được thánh vật của họ chứ? Mẹ cậu là thánh nữ Thái Thượng Đạo Mộng Băng Dân, còn cậu là hậu duệ duy nhất của Thái Thượng Đạo. Tiền bối, ông biết mẹ ta chỉ là năm xưa từng có duyên gặp mặt một lần, sở dĩ người ngoài không tìm được Thuần Hồ Cốc cũng vì mẹ cậu đã giúp bọn ta lập kết giới. Không thể nào, mẹ ta chỉ là một người bình thường, bị đại phu nhân Hồng Phủ ức hiếp nhiều năm, cuối cùng mắc bệnh mà mất. Tiền bối, ông nói mẹ ta là thánh nữ Thái Thượng Đạo, chuyện này, nhưng đây chính là sự thật. Đây là cuốn sách năm xưa mẹ cậu giao cho ta. Cô ấy từng nói trong này ẩn chứa công pháp thượng thừa. Nếu ngày nào đó chúng ta có duyên gặp lại thì hãy giao nó cho cậu. Tiền bối, nhưng đây chẳng phải một cuốn sách võ bình thường sao? Rốt cuộc trong này có bí ẩn gì? Đến nay lão phu vẫn chưa hiểu thấu. Giờ đây ta giao lại nó cho cậu. Đến lúc cho ta biết sự lựa chọn của cậu rồi. Tiểu thiếu gia, lão gia không cho cậu tập võ. Cậu nhìn đi mà nhìn. Thả ta ra, ta muốn tập võ. Đi. Cái tướng yếu không là gió, còn tập võ cơ đấy. Giảng bối bằng lòng thử xem. Muốn lấy được thánh vật Thái Thượng Đạo, chỉ dựa vào dòng máu của cậu thì vẫn chưa đủ. Cậu còn phải cố gắng tu hành. Ta nghe nói muốn tu hành, đầu tiên phải học cách đi đêm và đi ngày, đuổi vật hiện hình, nhập hồn đoạt xá, trải qua lôi kiếp, cuối cùng trở thành dương thần. Cảnh giới đi ngày, trước tiên cần nắm vững nguyên thần, phá vỏ. Sau đó một ngày đi được ngàn dặm là sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Cái này cần mất bao lâu? Cậu rất có năng khiếu, nhưng cần tập ổn định nguyên thần trước đã. Ra đi đi. Hồng Dịch vừa mới tu hành, tạm thời vẫn khó kiểm soát nguyên thần, cứ từ từ luyện tập. Đồ lão, thế này là sao vậy? Ta quay về kiểu gì đây? Đồ lão, ta đây chuyện gì thế này? Cô thả ta ra, cô đừng chạm vào ta. Cái này là dẫn hồn hương, có thể là nguyên thần của huynh, không bị ngoại lực tác động. Đi, ta dẫn huynh ra ngoài dạo chơi. Đi đâu vậy? Thế cái này tính sao đây? Cung nghênh thánh nữ. Cung nghênh. Sao ta thấy các người không vui lắm vậy? Nghiêm túc thế làm gì? Người có muốn nói gì với ta không? Các người có muốn nói gì với ta không? Năng suất làm việc của mọi người thế nào? Quá thật làm ta rất khó xử.
Nhưng ta nghĩ kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết. Thánh nữ, có một chuyện chắc chắn người sẽ có hứng thú. Kẻ đã gặp ở rừng lạc đường hôm đó là con của thiếp ở Hồng Phủ Hồng Dịch. Người xem, chẳng phải có cách giải quyết rồi ư? Tốt lắm. Tinh tí của tu đạo nằm ở tu hồn, nhưng cậu bắt buộc phải tu thân thể cho vững chắc trước. Ta đã mời một người bạn đến giúp cậu. Tiểu tiên sinh, giới thiệu với huynh, đây là Bạch Tử Nhạc, Bạch đại ca. Uống hầu nhi tử, một mình nơi nào cũng dám đi, gặp hoàng đế không khấu đầu. Rượu ngon, tập võ đầu tiên phải tu luyện thịt, gân, da và cả màng da. Bắt lấy, để ta xem thử thành quả tu luyện dạo này của ngươi. Kiểm soát tim mạch và ý nghĩ, cân bằng sức mạnh, đạt đến âm dương cân bằng. Hồng Dịch, tiêu diệt thiên yêu ma thiên ngoại là sứ mệnh mà hậu duệ thái thượng đạo như ngươi ắt phải trải qua. Ta phải đến thiên đột ứng phó với lôi kiếp. Tộc Thuần Hồ đành nhờ vào ngươi. Sau khi xong việc, đến nguyên đột tìm ta nhé. Đó là nơi nào vậy? Sau khi phong ấn lơi lỏng, yêu ma lao ra khỏi cốc, nhập vào người trong tộc. Tứ đại trưởng lão đành phải dùng kết giới che lại, mới tạm thời bảo vệ được những người khác trong tộc. Chỉ khi triệt để tiêu diệt yêu ma, họ mới có thể khôi phục thần trí. Xin lỗi, trước kia các cô ba lần bảy lượt đến tìm ta, ta đều không để tâm. Ta luôn nghĩ không chuyện gì có thể quan trọng hơn thi đỗ công danh. Việc này không thể trách huynh. Không, chính cô và đồ lão đã thức tỉnh ta. Là lỗi của ta. Ta nhận ra thế giới này nói đạo lý cũng cần nắm đấm. Chỉ là ta không biết hiện tại mới tập võ tu hành có kịp không. Tiểu tiên sinh, ban đầu lúc mới gặp huynh, bọn ta đều nghi ngờ phải chăng đã tìm nhầm người. Nhưng về sau, vào cái hôm ở thành Ngọc Kinh, ta nhận ra cốt cách của huynh rất đặc biệt. Huynh khác họ, các cô cũng vậy. Tiểu tiên sinh, sau này huynh cứ xem Thuần Hồ Cốc là nhà của mình. Có gì không vui đều có thể kể với người nhà, đúng chứ? Kính thưa Tiên Hiền Đại La, giảng bối Triệu Phi Dung, xin thỉnh Đào Thần Kiếm đối phó với tộc Thuần Hồ Cõng Con. Còn cần dùng báo vật Đào Thần Kiếm là do Thuần Hồ không còn như ngày trước, hay tại ngươi vô dụng? Lão hồ ly tộc Thuần Hồ đã tìm ra con trai của Mộng Băng Dân, Hồng Dịch. Tuy Hồng Phủ nghiêm cấm hắn tập võ, không có gì phải sợ, nhưng lão hồ ly kia tìm đến hắn, e rằng có cách xoay sở gì đấy. Nay ta muốn mượn dùng Đào Thần Kiếm, một là có thể đối phó lão hồ ly kia,
hay là có thể giúp Đại La Phái chúng ta mau chóng mở ra phong ấn. Hôm nay ban đào thần kiếm cho ngươi, phải mau chóng lấy lá vàng phá phong ấn, ngươi hiểu không? Giảng bối Triệu Phi Dung ắt sẽ dốc hết sức lấy lá vàng phá phong ấn. Rất khó, đúng không? Ta là Hiên Kỳ, uống ngụm nước rồi nói chuyện. Cảm ơn. Ta luôn muốn hỏi ngươi một câu, tại sao lại chọn ngươi? Ông ấy nói ngươi nghe chưa? Ông ấy nói ngươi là hậu duệ Thái Thượng Đạo, chúa cứu thế duy nhất. Nói ngươi là anh hùng, có thể cứu vớt tất cả mọi người, sống chết tồn vong của tộc Thuần Hồ đều quyết định bởi ngươi. Ngươi nghĩ chuyện này có đáng tin không? Chân thành khuyên ngươi một câu, nếu gặp phải người của Đại La Phái, chạy, nhớ chạy nhanh lên. Nếu Đồ Lão đã khẳng định chắc nịch ngươi là người cứu thế, tại sao không dẫn ngươi đến kết giới xem thử chứ? Vẫn còn vài chuyện ông ấy chưa cho ngươi biết. Có điều, ta có thể dẫn ngươi đến kết giới xem thử. Nhìn thấy rồi chứ? Không bao lâu nữa, cả tộc Thuần Hồ đều sẽ thành ra thế này. Chỉ dựa vào sức của một mình ngươi, vốn không thay đổi được cục diện hiện tại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm tính mạng mình. Không thể nào. Không ổn. Đồ Lão, đã nói ngươi rồi, phải chạy nhanh lên. Đồ Lão, thiên yêu ma thiên ngoại ngày càng ngang ngược, nếu chúng ta còn không bỏ đi thì càng lúc sẽ càng có nhiều người trong tộc bị hại. Ở lại thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một phần. Hiên Kỳ, ngươi bớt nói vài câu đi. Sứ mệnh tộc Thuần Hồ không do một mình ta quyết định. Cho dù ngày nào đó ta không còn, các ngươi cũng nhất định phải kiên quyết giữ lấy. Đồ Lão, chúng ta không còn thời gian nữa. Ngươi nhất định phải cân nhắc lại tương lai của tộc Thuần Hồ. Ngươi ba lần bảy lượt nói mấy chuyện này, rốt cuộc là có ý gì hả? Ta là vì người toàn tộc thôi. Dù ngươi trốn tránh thế nào cũng không thay đổi được sự thật, ngươi là tộc Thuần Hồ. Ngươi tưởng từ bỏ Thuần Hồ cốc thì Đại La Phái sẽ tha cho chúng ta sao? Cô, đủ rồi. Được, các ngươi cứ trông mong hắn cứu giúp đi. Chưa đến lúc để nhục chí đâu. Đồ Lão, với năng lực hiện tại của ta, ta thực sự không tự tin. Tiểu tiên sinh, chuẩn bị đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Đi đâu? Lấy thánh vật Thái Thượng Đạo. Đồ Lão, đám hồ ly các ngươi thật thú vị, tự mình đến tận nơi cơ đấy. Ta vì người trong tộc ta. Người trong tộc, ta biết cô muốn gì. Vậy sao? Nhưng ta có điều kiện. Vậy thì phải xem thử ngươi có thể
mang gì đến cho ta? Cô muốn lấy vàng phong trấn sao? Tộc Thuần Hồ sẽ không ngăn cản Đại La Phái. Cô sẽ có được thứ cô muốn. Ta chỉ cần tộc ta bình an vô sự, mãi mãi. Vậy cô cam đoan như thế nào? Ta sẽ giúp các ngươi thu xếp chỗ ở mới. Ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Ta không thể lấy nó cho cô, nhưng ta biết nó ở đâu. Trên cây trường của Đồ Lão. Đầm Thái Cổ là lối vào thông hai thế giới. Năm xưa mẹ cậu thường xuyên ra vào nơi này. Thánh vật cũng ở đây. Trong đầm có gì nguy hiểm? Trên đời chẳng ai biết cả. Vạn bối sẵn lòng dốc hết sức mình. Hiên Kỳ gọi mọi người đến định làm gì? Đồ Lão vắng mặt, ta có dự cảm không lành. Các vị, các vị, tộc Thuần Hồ ta vì tuân thủ lời hứa với Đại Tiền Tông, có thể nói là tận tâm tận lực. Mấy chục năm nay dốc hết sức lực của cả tộc, thề chết trấn thủ Thuần Hồ Cốc. Nhưng hiện giờ chúng ta đã gặp nguy cơ. Mọi người cũng nhìn thấy cái giá phải trả rồi đó. Hiện tại sự lựa chọn ở ngay trước mắt chúng ta. Ở lại đây sẽ chết, bỏ đi có thể sống. Chúng ta không thể bội tính bội nghĩa được. Đúng, nơi này là nhà của chúng ta. Bọn ta có chết cũng phải ở đây. Nơi đây là nhà, chết cũng phải ở đây. Chúng ta không thể đi. Tàu Thuần Hồ đều có gan dạ, có hiểu biết, không bao giờ tham sống sợ chết. Nhưng mọi người nhìn xem, nhìn xung quanh các người đi. Có bao nhiêu bạn bè, người thân ngày xưa, hiện giờ họ đều ở đấy. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết thêm nữa. Bắt buộc phải nghĩ cách để tránh kết cục máu chảy thành sông, xác chết đầy đất. Vậy ngươi có cách gì? Ta đã tìm ra nơi kín đáo mới, sẽ không bị bất cứ ai quấy nhiễu, có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Hiên Kỳ, không ngờ những lúc tộc trưởng đi vắng, ngươi lại xúi giục người trong tộc làm trái tộc uy. Ta nghĩ cho mọi người thôi. Đồ Lão quá cố chấp, vì một lời hứa năm xưa của ông ấy mà đánh đổi mạng sống và tương lai của cả tộc. Bao nhiêu năm qua, tộc Thuần Hồ ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Các vị, ta mong mọi người có thể cùng bỏ đi với ta. Ta đi theo ngươi. Ta cũng đi theo ngươi. Ta cũng đi theo ngươi. Vậy ta cũng đi. Chúng ta cùng đi. Các người đang tạo phản. Đủ rồi, nào, lôi cô ta đi. Ta không đi, ta không đi. Thả ta ra. Hiên Kỳ, ngươi là đồ phản bội. Mình phải mang đến Đập Thái Cổ báo cho Đồ Lão biết.
Ngươi đến đây chơi với ta sao? Ai sai ngươi đến vậy? Ngươi ở môn phái nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Sẽ ở đây bao lâu? Thành hôn chưa? Tiền bối, tại hạ Hồng Dịch là hậu duệ Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo? Chàng trai trẻ bình thường không có gì đặc biệt, thì ra còn có lai lịch lớn thế. Thái Thượng Đạo lứa nào? Thôi thôi, Thái Thượng Đạo à, lứa sao không bằng lứa trước. Trước kia Mộng Thần Cơ còn thường đến chơi với ta. Mộng Thần Cơ ngươi biết không? Sau đó Mộng Băng Dân thường đến đây chơi với ta. Vì sao cô ấy cũng không đến nữa? Họ đều không cần ta nữa. Tiền bối, ta là con trai của Mộng Băng Dân. Gì cơ? Nhìn cũng hơi giống giống. Ngươi thay cô ấy đến chơi với ta sao? Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi hay lắm. Tiền bối, ta đến đây là vì được tộc Thuần Hồ ủy thác đến tìm cách tiêu diệt Thiên Yêu Ma Thiên Ngoại. Ai? Không quen. Nhưng giả lại ngươi có tư cách gì xin ta giúp đỡ? Tiền bối, tại hạ cầu xin người hãy cứu tộc Thuần Hồ. Nói rồi không quen, không quen. Giả lại ta chỉ nghe lời Mộng Băng Dân thôi. Bà ấy chính là mẹ ta mà. Ngươi không phải người của Thái Thượng Đạo. Ngươi vốn không biết ngươi là ai. Đợi ngươi nghĩ cho kỹ rồi nói. Tiểu tiên sinh, huynh không sao chứ? Huynh tỉnh lại đi. Sao thế này? Tiểu tiên sinh, huynh tỉnh lại đi. Đây chính là thánh vật Thái Thượng Đạo sao? Sao lại là một thanh kiếm rỉ? Có phải lấy nhầm không? Xem ra cậu ấy không được thánh vật Thái Thượng Đạo công nhận. Tiểu tiên sinh, huynh mau tỉnh lại đi. Xem ra mấy mươi năm qua cô vẫn chưa nhận đủ bài học. Bây giờ so với ta, e rằng tộc của ngươi cần ngươi quan tâm hơn đấy. Ngươi hết cơ hội gặp lại họ rồi. Đồ lão, một hạt giống được chôn sâu đến mấy cũng sẽ có ngày phá đất chui lên. Cô đã có được điều cô muốn. Tiếp theo nên thực hiện lời hứa với bọn ta rồi. Được thôi.
Tiểu tiên sinh, Tiểu tiên sinh, giờ không phải lúc buồn khổ, chúng ta phải mau chóng quay về. Hiện tại tộc Thần Hồ gặp nguy hiểm, mau đi thôi. Triệu Phi Dung thắng rồi, mọi chuyện kết thúc cả rồi. Chẳng lẽ huynh cứ để đồ lão hy sinh vô ích, huynh lại quay về hồng phủ của huynh là một công tử bị ức hiếp sao? Tiểu tiên sinh, có lẽ thanh kiếm này thực sự có thể phong ấn lũ yêu ma kia. Chỉ cần chúng ta mang nó về thôn Thần Hồ là được. Còn nữa, còn cả cuốn sách này, cái này do mẹ huynh để lại, chắc chắn là báo vật. Chúng ta nhất định có thể hiểu thấu nó. Sau đó, đủ rồi. Đây chẳng qua là một cuốn sách vỏ bình thường, ta đã đọc mấy trăm lần rồi. Cho dù nó là một cuốn bí tịch tuyệt thế gì đó, nhưng đến đồ lão cũng không hiểu thấu, thì sao ta làm được chứ? Làm kẻ phản bội không đơn giản thế đâu. Ngươi thừa can đảm, chỉ tiếc là thiếu đầu óc. Tại sao ngươi không giết ta? Ngươi và người trong cả tộc ngươi, ta sẽ không giết một ai. Thiên sứ giả thiên ngoại giáng lâm, người tộc Thuần Hồ là thân xác tốt nhất. Triệu Phi Dung, có lẽ ngay từ đầu các cô đã tìm nhầm người. Tiền bối trong Đầm Thái Cổ cũng nói rồi, ta vốn không phải người của Thái Thượng Đạo gì cả, hoàn toàn không thể sử dụng thanh kiếm này. Đồ lão thường nói, sự lựa chọn chúng ta quyết định thân phận của chúng ta. Đồ lão sẽ không nhìn lầm người. Ta tin ông ấy, cũng tin huynh. Quan trọng nhất là huynh phải tin tưởng bản thân mình. Tỷ tỷ, Tiểu tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Triệu Phi Dung đã hợp nhất lá vàng, thì yêu ma thiên ngoại cũng được thả ra. Đồ lão đâu? Bây giờ chúng ta lập tức đi cứu người, nhưng chúng ta giống không phải đối thủ của Triệu Phi Dung. Ta có cách. Thì ra thứ mà mẹ để lại cho ta là báo vật tu luyện thần hồn, thiên thư ngày xưa. Nhưng thời gian cấp bách, huynh vốn không thể lĩnh ngộ được toàn bộ. Ta biết, nhưng kế hoạch của ta cũng không cần hiểu thấu cuốn thiên thư ngày xưa này, mà chỉ là thông thạo phương pháp khôi phục thần hồn trong đó. Kế hoạch của huynh là đánh thức con hồ ly khổng lồ trong cấm địa Thuần Hồ. Tiểu tử, ngươi còn dám quay lại đây? Tiền bối, tộc Thuần Hồ cần sự giúp đỡ của ngài. Đến bản thân ta, ta còn không khống chế nổi, giúp ai chứ? Ta biết chắc chắn ngài đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuy ta không hiểu, ta cũng không tưởng tượng được, nhưng ngươi mau đi đi thì hơn. Tiểu tử, không ngờ ngươi đã tu luyện thiên thư ngày xưa. Thú vị, thú vị đấy. Được, ta sẽ giúp ngươi một lần.
mọi người đi đâu cả rồi? Cha, mẹ, Tiểu Xu. Tiểu Tam, đi mau, mau đi ngăn chặn Triệu Phi Dung, mau đi đi. Thật đáng tiếc, ngươi đến quá muộn, không được tận tai nghe thấy tiếng kêu khóc của bầy hồ ly kia. Quả là tan nát tâm can. Thiên Kỳ, đừng đánh nữa, mau tỉnh lại đi. Tiểu tử, để ta giúp ngươi. Không ngờ ngươi đã tu luyện được thiên thư ngày xưa. Chỉ đáng tiếc tu vi của ngươi còn thấp lắm. Có điều ta rất hài lòng về món quà này. Giao ra đây đi. Xem ra ta phải đích thân lấy.
Băng Luân, tiểu tiên sinh, chỉ mình huynh có thể cứu tộc Thuần Hồ bọn ta. Ta tin huynh, ta tin huynh. Băng Luân, Băng Luân, Băng Luân. Tiểu tiên sinh, cốt cách của huynh rất đặc biệt. Ta tin huynh. Ngươi sắp được gặp ả rồi. Dịch Nhi, con không lớn rồi. Mẹ, mẹ. Vì mọi chuyện trong quá khứ, ta lường được sau khi ta đi, con ác sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nên mới để lại bức tranh này cho con. Một là để lúc nào con cũng nhớ, dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ ở bên con. Hai là lúc con gặp nguy hiểm, có thể cho con sự giúp đỡ cuối cùng. Mẹ, con thực sự không biết nên làm thế nào. Dịch Nhi, con phải nhớ, đối thủ của con không phải Bất Khả Chiến Bại. Dù xảy ra chuyện gì, mẹ mãi mãi ở nơi đây cùng con đối mặt. Mẹ giao lại thanh kiếm này cho con. Dịch Nhi, hãy chiến đấu vì niềm tin của con, tin vào trái tim của con. Yên tâm đi, có ta đây. Dịch Nhi, đi đi, đánh bại Triệu Phi Dung là có thể phong ấn Thiên Yêu Ma Thiên Ngoại, giải cứu tộc Thuần Hồ. Kiếm có mộng băng dân, thì ra mộng băng dân giúp ngươi. Ngươi biết mẹ ta? Ngươi muốn biết mộng băng dân chết như thế nào không?
ngươi cũng sẽ theo gót cô ta, vì các ngươi đều là người của Thái Thượng Đạo. Ngươi có ý gì? Người Hồng Gia đã giết Mộng Băng Dân, bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Chưa biết chừng họ đang trên đường đến đây rồi đấy. Là ai? Là ai không hề quan trọng. Con kiến không bao giờ lay chuyển được sơn cốc. Người chết chắc rồi. Huynh muốn đi thật sao? Ta muốn về Ngọc Kinh, tra rõ sự thật về cái chết của mẹ ta. Huynh là ân nhân của bọn ta, bọn ta tình nguyện đi với huynh. Hồng phủ hiểm ác, chắc chắn ta phải trải qua rất nhiều thử thách. Tộc Thuần Hồ cần các cô, các cô phải ở lại đây bảo vệ sự bình yên tươi đẹp này. Hồng Dịch đã có được công pháp của Thiên Thư ngày xưa. Hắn đã giết thánh nữ, còn thiết lập lại phong ấn. Hơn nữa, có khả năng hắn đã biết chuyện xảy ra năm xưa. Vậy thì giết hắn đi.